Chúng ta đồng hương người Việt Nam có khối óc, có thể xác tinh vi của trời đất ân ban chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có duyên là đi đây đi đó học hỏi tiến hóa, mới thấy rõ chúng ta vỏn vẹn có phần hồn làm chủ thể xác, có sự sáng suốt bảo vệ thân xác. Cho nên chúng ta đi xứ người vẫn học tiên, vẫn theo cái trật tự cải tiến mà thành đại. Ngày hôm nay chính tôi cũng là người Việt Nam, cũng là người tị nạn, rời khỏi Việt Nam ra đây mấy năm nay, đi khắp năm châu cùng người Việt Nam, người đồng hương tương hội nhìn chị. Tại sao chúng ta bỏ xứ ra đi? Thì chúng ta mới hiểu được thế gian này chỉ có thanh có trụ. Thanh thì hướng thượng giải thoát tiến hóa từ vô cùng trí tuệ và khả, còn trước tranh đấu giành giật xua đuổi thì người hướng thượng phải tìm được. Quý vị có phước từ tìm kiếm, ngày hôm nay mới được ở những chỗ an lành và đầy đủ phương tiện nhìn lại tình tiền duyên nghiệp của cuộc đời của chúng ta. Và sắc cảnh Việt Nam khổ chúng ta đến, sướng chúng ta đến, ngày hôm nay chúng ta có phước, có một xã hội tốt lành để giúp đỡ và cho chúng ta có để hiểu mình nhiều hơn. Tại sao chúng ta có được phước này do đâu có? Tôi cảm ơn cho tôi nhiều hơn sứ tôi nào cho tôi. Thấy mà họ khác hơn tôi, mà họ lo cho tôi nhé. Cái gì thúc đẩy họ? Sự sáng suốt họ gia tăng. Họ trước kia cũng khổ, ngày nay không mà đạt được sự quân bình. Vì thương con người, quý trọng con người, quý trọng nhân quyền. Mà chúng ta bỏ về, bỏ xứ ra đi còn cách nguy hiểm, không biết ngày mai. Biết bạn đang đuổi như vậy, không biết ngày mai nó sẽ chìm, sẽ chết bằng cách nào chúng ta không biết. Mà khi chúng ta muốn tìm chỗ được đó thầm nhẹ thì mới cảm thấy cái phước tìm kiếm chúng ta có tốt. Ngày nay chúng ta có được tới xứ người xa lạ, nhưng mà họ sống tiếp tại sống tốt, chúng ta phải cần phải tốt nhiều hơn. Chúng ta có cơ hội được tốt rồi, được sự bình an từ cái không tới xứ người cũng có căn nhà theo cái đà cải tiến của xã hội và chúng ta cảm thấy. Do đó chúng ta được tốt rồi, ta có cái nhà tốt, chúng ta giữ chúng tốt, bây giờ chúng ta có cái xác tốt, chúng ta phải giữ tốt, chúng ta có óc tốt phải giữ chúng ta tốt. Ốc sáng tâm linh mới là con chân nhân mà thật là con người tại thế gian. Có cái ốc mà tâm tối sân si gây lộn chia rẽ không phải là một nhân vị tại mặt đất, không phải là một ánh sáng tại mặt đất. Sắc không có thể sửa gạo chúng ta, tâm chúng ta mới sửa gạo chúng ta. Chúng ta đụng chạm nhiều hoàn cảnh đau khổ, tới ngày hôm nay vẫn còn lưu giữ những cảnh đau khổ trong tâm. Thậm chí từ gia can chúng ta cũng bất ổn. Tại sao? Chúng ta phải nhìn lại, thấy lưu điểm ta không quân bình. Nói tại sao nói lưu điểm con người, nói con người tại sao điểm? Con người tôi biết là điểm không? Thì tôi dám không học hỏi cả một cái đời. Chúng ta ăn những gì? Của vũ trụ quan đã qua qua sân sân cây cỏ qua ngày tháng mình thì chúng ta nuốt vô đem cái gì vô trong cơ thể thì chắc chắn nó biến sân thủy thì biến sân khí, nuôi dưỡng lại chúng ta càng minh mẫn càng sáng suốt.
thì chúng ta thấy sự sống của chúng ta nhìn tập vũ trụ pháp đang ban chiếu. Của người chúng ta có khối óc, có tay chân, có sự chấn động tương hợp, tương đồng với vũ trụ. Mà nếu chúng ta không chịu ngồi lại hướng thượng thì đâm ra thù hận lẫn nhau, chém ghét, lường gạt lẫn nhau, chém giết lường gạt lẫn nhau, sân hại và không sân lợi. Và nếu chúng ta đồng lòng thương yêu trong xây dựng tâm thức mở, buông bỏ tất cả những sự thù hận trong nội tâm và trở về con đường tốt lành, thì mỗi năm đều có lễ giáng sinh. Lễ giáng sinh của Chúa là thể hiện phần hồn trên mặt đất, và các bạn sự hiện diện tại đây cũng là phần hồn đã thể hiện trên mặt đất. Những phần hồn ở đây làm gì, có nhiệm vụ gì? Đã mang xác làm con người, là một tổ chức tinh vi nhất ở thế gian, không có người nào có thể chế chúng ta ra được, không có ai chế chúng ta ra được. Chỉ có Chúa ban ơn, trời Phật ban ơn, chúng ta mới có sự hiện diện ở mặt đất. Mà hiện diện ở mặt đất làm gì? Để học hỏi, không ngừng nghỉ. Học hỏi gì? Học hỏi trật tự, thương yêu, tha thứ và xây dựng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có thương yêu, tha thứ, xây dựng, chúng ta mới bằng lòng ngồi trong chỗ eo hẹp này. Mà bao nhiêu nhân linh, bao nhiêu linh hồn không có đòi hỏi chủ cỡ, chỉ biết một niềm tin thương yêu xây dựng cho sự ấm áp của vũ trụ và càn khôn, không phải của một cá nhân nào, chung hưởng quả. Mọi người chúng ta đồng lòng hướng dẫn để giải tỏa, để đem lại thanh khí cho vũ trụ. Chúng ta có thanh khí, có sự sống, mà chúng ta là ô nhiễm thanh khí, là chúng ta giận hờn lẫn nhau, trách móc lẫn nhau, không biết thương yêu lẫn nhau, không biết xây dựng cho nhau, không biết tha thứ và thương yêu, thì làm sao càng không vũ trụ được tốt đẹp. Mỗi ngày các bạn hướng thượng, mỗi buổi sáng tới bình minh, các bạn nhìn trăng trời cao đẹp vô cùng, tại sao tâm mình để eo hẹp được? Tâm mình từ đâu mà có? Tâm của người thế gian từ đâu mà sinh ra? Một cấu trúc siêu nhiên cả vũ trụ càn khôn và hình thành cái tâm. Cái tâm đó các bạn biết có tâm, các bạn rờ tâm không được, mà bắt các bạn chẩn đứng cái tâm không được. Một cái tâm của các bạn là vô cùng. Nếu các bạn chịu phục vụ vô cùng như ý trời, ý Chúa, thì các bạn thấy rằng tỉnh rồi đó. Tâm phục vụ, tận tâm tận tình, đối đãi với nhau giữa tình người và tình người, thật sự yêu thương lẫn nhau, thì chúng ta trở nên thanh tịnh và sáng suốt. Mà khi các bạn thanh tịnh và sáng suốt thì cái gì các bạn không có? Phát triển tâm linh, tâm thức cơ biến chuyển chuyển sinh cơ này, chúng ta cần hướng về tâm linh, đoàn tụ về tâm linh, cũng giải được cái nạn tai tại thế. Mọi người đồng tu đồng tiến là quan trọng. Chúng ta tu để hướng thượng giải quyết tâm linh của chính chúng ta và phát triển được vô cùng mới tránh được nạn tai. Chuyện bên ngoài ngày nay không có ý lại được nữa. Từ xa xưa đến bây giờ thờ cúng đủ chuyện, nhưng mà thiên cơ là thiên cơ, biến chuyển là biến chuyển, phải sửa tâm thức mới giải quyết được. Nếu không bằng lòng sửa tâm thức là chỉ đụng phải ngoại cảnh là tiểu không yêu không nổi. Thiên cơ bảo luật nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chúng ta đã thấy, đã nghe hàng ngày sự vô cùng chấn động của quả địa cầu càng ngày càng gia tăng, không có giảm bớt được. Nơi nào trên mặt đất cũng không được bình yên, mà chỉ có tâm thức thanh tịnh mới được bình yên. Chúng ta tu chọn một con đường phát triển tâm thức bên trong, hướng thẳng lên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ mà tiến qua. Nơi đó mới là thật sự hòa bình và không có bị đậm đích đất, không có nguy hiểm. Tâm chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh. Xây dựng tâm nào nào tâm linh là cần thiết. Tất cả thế giới đang hướng về vật chất, cảm thấy kinh tế càng ngày càng suy đồi, mà tâm linh là căn bản của chúng ta. Khi giáng lâm xuống thế gian, chúng ta đã có tâm linh và phát triển tâm linh, thì tâm linh chúng ta mới tiến qua được. Đó là một tâm bệnh căn bản của chúng sanh đang mang và không có giải quyết được.
Ngày hôm nay với pháp lý vô vi khoa quyền bí Phật Pháp, hành giả đã tìm ra và thấy rõ thể xác của con người là quan trọng. Chẳng cho có ai có thể chế chúng ta ra được tại thế gian. Dù các bạn cho bạc tỷ đi nữa cũng không có người nào làm ra bạn được. Vậy thì bạn mới thấy rõ vị trí của bạn ở trong vũ trụ này đang làm gì, có nhiệm vụ gì. Tại sao tôi xuống với một cái thể xác này, rồi một ngày nào đó tôi phải bỏ xác tôi ra đi để làm gì? Âm thầm các bạn cũng hiểu rõ rằng các bạn đây đến đây với một khối thần kinh rõ rệt, đem luật trời giáng lâm xuống thế gian để thể hiện cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mỗi cá nhân, để sống với nó, rồi đậm ra chán ghét nó, rồi quán thông nó, mới trở về với thực chất của chính nó. Tham khai triển tâm linh, sân si vận tốc gia tăng để trở về quê xưa chốn cũ. Chúng ta không phải là người tại thế gian. Tại xuống đây nắm cái luật vay và trả cho trọn lành duyên nghiệp tại thế, và kiến thiết trần gian cho có ngăn nắp trật tự. Đó là ý muốn của Thượng Đế đã sắp đặt như vậy. Chứ đời con người luôn luôn có ngăn nắp trật tự, nhưng mà sống không biết mình, không biết vị trí, rồi đem ra cái chuyện mất trật tự cho xã hội. Kể trong gia đình, huynh đệ tí mũi cha con cũng xa cách nhau vì chưa hiểu trật tự và chưa hiểu nhiệm vụ của chính nó, cho nên khổ lại gia tăng thêm khổ luôn. Đau khổ mãi mãi mà không có lối thoát. Ngày hôm nay chúng ta tu, ta thấy rồi, duy nhất là trật tự. Trong hàng ngũ tu học, những người tại sao phát tâm đi thí pháp để làm gì? Vì nó thấy cái trật tự nó vô cùng, nó không có tha thiết mái tóc trần gian mà làm cho nó bận rộn đau khổ. Và chính nó thấy rằng nó còn một mái tóc thanh quang xinh tươi đời đời bất diệt trong tâm thức của nó. Cho nên nó không kể cái chuyện kiểu mê chấp tại trần, mà chính nó cách mạng bản thân để trở về với tâm linh sẵn có, pha mê pha chấp. Nó không phải sống vì mấy sự thấp, không phải sống vì những lời thị phi của thế gian, không phải sống vì sự điên cuồng dâm loạn của thế gian. Cho nên nó bỏ trở về với thật tự tu học, vì nó thấy đến đây rồi nó sẽ ra đi, chứ không có bao giờ nó trường cửu ở lại đây. Dù cho nó mạnh như cách mấy bom nguyên tử nắm trong tay cũng không có thể ở lại được. Cho nên tại sao Thượng Đế khôn lắm nhưng mà cho nó chế bom nguyên tử? Chúng ta mới chứng minh rằng con người thiện ác cũng do khối óc mà ra. Có khối óc, có tay chân kiến thiết cả thế giới, nhưng mà thực hiện thiện hay là ác đó thôi. Ta đêm đêm chỉ lo sửa để cho nó quy mộng, khối óc cho con người càng sang xa suốt, mới dễ tha thứ và thương yêu. Thương yêu chỗ nào? Thương yêu con người có tâm linh, có thể tiến hóa được vô cùng. Theo pháp thương yêu để nịnh vợ không có gì đâu. Chúng ta tu, chúng ta khai sáng ta được thì người khác cũng vậy đó thôi. Chúng ta thực bình đẳng đối xử với nhau thì con người ta tự cải sửa tâm thức. Mỗi người dân trong xứ biết tự cải sửa tâm thức thì quốc thái dân an. Mỗi người hiểu được tình trời, mỗi người hiểu được giá trị của chính mình, biết tu sửa, biết quý thương mình, biết quý thương cha mẹ, biết quý thương đồng, biết quý thương những đồng tu của chính mình để hồi tu luồng thanh quang, cầu nguyện cho thế giới hòa. Mỗi người tiếp tục làm như vậy thì nhân loại sẽ có cơ hội bình an. Tin Phật do đâu mà có? Kích động vô cùng, đau khổ vô cùng, oán ức vô cùng mới tu tiến thành Phật, không phải dễ dãi đâu. Ngày hôm nay chúng ta nghe Phật ai cũng thích, mà chính chúng ta phần hồn con người chứng minh rõ ràng ông Phật là từ con người mà hình thành, thì chúng ta là cái gì đây? Chúng ta là con người có trí, có tuệ, mà vị trí trí tuệ không khai thông, làm sao biết được Phật? Khi mà chúng ta
mở được trí tuệ rồi, chúng ta đâu cần để kiếm ông Phật xa quá. Chính tâm chúng ta có Phật rồi, Phật tỉnh rồi, Phật không còn ngủ nữa, không còn mê tín dị đoan nữa, tự thức tự tiến, anh dũng trong thanh tịnh, không lệ thuộc ở sự động loạn, nó tạo sự kích động cho gia can bất an bất ổn. Nhiều khi các bạn tu nửa chừng rồi hướng về đời, xem TV, nghĩ chuyện đời, trách người này ghét người kia, là bạn cũng có bao giờ thiền được. Bạn quên hết những cái hành động đó là tất nhiên bạn thiền được. Bạn nghĩ hoàn cảnh là ông sư đời nó đang dạy cho tôi tu, nhờ sự kích động và phản động tôi mới tìm mối đạo tôi tu. Ngày hôm nay tôi có vợ có con, bao nhiêu chuyện sự kích động trong đời tôi thích tâm chỉ có ông trời để giải quyết. Tôi hướng về trời và tôi tu. Nếu chúng ta hướng về thanh tịnh thanh cao thì tất cả trường hợp nào chúng ta có thể hòa tan. Chứ đừng có hướng ngoài này chấp nó ôi cha vô khách sạn đó xài tiền đồ khổ cực. Tiền là gì? Mọi người chúng ta làm việc tốt phục vụ mọi người, tức là ông trời cho tiền. Nhiều người là tiền tiền tôi làm mà có chứ đâu phải ông trời nào cho. Nhưng mà chúng ta thấy mỗi người nhìn nhận đồng tiền mới có giá trị, đó là ông trời. Lúc các bạn hướng về tâm linh cuộc sống của các bạn, ông trời kèm một bên không bao giờ bỏ, sát một bên để các bạn thức tâm, các bạn hiểu đây là thượng đế cho bạn có một cơ hội chung sống hòa bình với thượng đế trong sự nhiếp nhàng từ vật chất đến tâm linh, từ cái có đi tới cái không, từ cái không đi tới cái có, rất sợ. Chúng ta mọi người đều khỏe mạnh vui tươi nhờ cái nguyên lý trung hợp hòa bình, chúng ta trở về với thực chất của chúng ta, nguyên lý sống động. Thì tình yêu thương của bạn bè không có chấp nhau, không có chấp trước với nhau, thương yêu giúp đỡ xây dựng. Chúng ta đã càng ngày càng có cái gia đình lớn rộng hơn cái gia đình eo hẹp mà chúng ta đã dự trù ôm ấp từ thuở bé con gái đến lớn, làm mẹ làm chồng ôm con và không phát triển trí óc bẩn thỉu, không mở trí. Bây giờ chúng ta nhìn lại sự thanh tịnh của chúng ta là một khả năng của cả càn khôn vũ trụ, cho nên chúng ta phải có duyên để hòa tan với các giới, sum họp để tiến hóa. Thì trên quả địa cầu này chúng ta sống với nhân loại, không có sống với gia đình nữa hả, sống với tất cả mới đem được thế giới đại đồng được. Làm sao tôi được nhẹ nhàng, làm sao tôi được hội tụ gia đình tốt đẹp thương yêu, nhưng mà quên đi cái gia đình lớn rộng vô cùng của chúng ta ở ngay tâm thức. Hương thượng là cơ sở căn bản, gia đình quê hương trường cửu bất diệt, có cha có mẹ có nhà có cửa vinh quang. Muốn gì được nay? Cho nên ngày hôm nay chúng ta hội tụ về tâm linh để tự hiểu và tự giác tự hành nó mới tới. Chứ còn bình thường vì mắt đời, tai đời, miệng đời nhiễm trần quá nhiều, cư trần nhiễm trần thoát không khỏi. Thì ngày hôm nay chúng ta có cơ hội họp lại làm thành một cái hội tâm linh phát tâm. Chúng ta không vì của, vì tâm để tiến hóa là mới có cơ hội giải thoát, mới thấy là cái cơ sở vinh quang giàu có của chúng ta có. Đất nước bền bỉ không ai dao động được nơi đó. Cho nên chúng ta có cái cuộc họp thiêng liêng để nói chuyện, để thâm tịch. Chúng ta chung sống trong vũ trụ, anh em thương yêu, tìm cách xây dựng để giải thoát. Cho nên sáng đây có việc gì anh em, anh chị em muốn hỏi những cái gì mà tôi đã đi, đã đạt và có kết quả thanh nhẹ trong khi tôi nói chuyện với các bạn,
tâm hồn đều rung động và hiểu rõ nguyên căn của chính mình, thì mình ráng tề theo, để chi khi mình đạt được người khác sẽ đạt. Kể lớn như là nhỏ, sống trong đồng đẳng chân thức vô sanh bất diệt, không có phải để mình. Thời đại văn minh bây giờ không có sự lệ thuộc nữa, mỗi người đều có một khối óc phát triển, chính mình phải phát triển và chính mình phải biết thương mình trước hết. Óc mình phát triển, thương mình phải tu sửa cái cơ bản ổn định đâu đó cho nó điều hòa, thì chúng ta mới hưởng được cái vô sanh trường thọ. Như cái bánh hồi nãy quý vị thấy, chúng ta nên ăn nó đi, ăn nó bằng tâm thức, ăn nó bằng một ý nghĩa vô sanh vô tận, thì lòng từ bi của các bạn khởi ra. Các bạn không phải sợ một vị Phật, các bạn cảm, các bạn không phải sợ một vị Thượng Đế, và các bạn không phải sợ một con ma, và các bạn không phải sợ một chú ông nào. Người tu hành hướng thượng muốn giải thoát thì chúng ta đã ao ước được gặp nhau, không phải ngay mặt đất nhưng mà nơi chúng ta muốn đến. Ngày hôm nay chúng ta đã có duyên được mấy buổi đàm đạo trong tình thương cởi mở, khối óc của chúng ta thì khai thông trí tuệ mình minh cái tâm hư tật xấu của chúng ta, sửa nó, mở nó rộng. Tiểu thiên địa của chúng ta sanh với tình trời một thứ mà chúng ta không mở rộng là tự chặn đường tiến của chúng ta. Mà chúng ta hổng rời nói gì, mở khối óc để tiến hóa là kỳ chót. Từ đây trở đi, con người phải dùng energy để mà sống, dùng muốn bởi đầu để mà phát triển, tâm linh phải khai triển, không bao giờ thay đổi được. Nới rộng lượng từ bi làm con người không bị mất, của không mất, tâm không mất, trí được mở. Chúng ta đang đi trong hành trình này bao nhiêu năm tu tập, vật lộn với đời, lên xuống với tánh, mà ngày hôm nay chúng ta chưa ngự được cái tánh, chưa trị được cái tánh. Ngự được cái tánh phải khai mở cái tánh ra cho nó lớn rộng lên, để chúng ta thấy chiều sâu hơn. Khi thấy chiều sâu được mới làm được đại sự. Tiểu thiên địa khối óc chúng ta sánh bằng một thế giới không phải chuyện nhỏ. Mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì khối óc của chúng ta càng ngày càng eo hẹp, thì nó vọng xuống cái tánh âm u không thoát nổi, tha thứ không làm được. Cho nên chúng ta tu đây mục đích để mở nó ra, khai thông nó ra, khai triển. Các bạn đang sống trong cái thế giới mới này, các bạn thấy mỗi năm sẽ hơn mỗi kiểu khác. Làm trong công xưởng mỗi năm xuất phát mỗi một cách xét khác. Ốc ta mỗi năm phải mỗi tiến triển mới là xứng đáng chủ của vật chất. Cho ốc chúng ta càng ngày càng eo hẹp, không bao giờ phát triển được. Cho nên chúng ta bất chấp gian lao, kể từ đâu tình thương đến đâu chúng ta lại có duyên hội ngộ đến đó. Tình thương hướng thượng là gắn liền với thiên quốc, chứ không phải rời rạc như thế gian đã dự tính. Chúng ta không có lòe loẹt như các nhóm khác, mà chúng ta chỉ sử dụng thực chất sẵn có của đấng toàn năng đã ân độ chúng ta. Nhìn thấy, nghe thấy, tất cả đều hướng về thanh nhẹ mới đi tới kết quả tốt đẹp. Chúng ta đã tận hưởng nguyên khí thanh nhẹ của trời đất hàng ngày mà tâm chúng ta không thanh nhẹ, xấu hổ biết là bao nhiêu. Cho nên chúng ta tự động ăn chay tu tiến, chứ không có ai bắt buộc các bạn ăn chay.
các bạn thấy sự thanh nhẹ là cần thiết. Thì cái gốc căn bản chúng ta thực hành, từ gốc ăn chay là thực hành để tiến tới thanh nhẹ. Và không nên là làm hại tâm thân của chính mình. Và tự nhiên tự động nó dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên mà nó tiến tới vô cùng. Đêm đêm hành như vậy, chúng ta mới gặt hái được kết quả tốt. Và chúng ta mới thấy sự hiện diện chúng ta là cần thiết. Thực hành để đem lại giá trị sự cao siêu, cảm thức sự cao siêu của đấng toàn năng đã ân độ chúng ta từ giây phút khắc, chứ không có bao giờ bỏ chúng ta. Mà chỉ chúng ta sai lầm bỏ đấng toàn năng mà hướng ngoại tranh chấp giữa bản đạo gây gỗ, là trở về cái tánh cũ không phát triển. Nếu mà chúng ta đi thẳng một đường lối trở về thiên quốc thì không bao giờ chúng ta thiếu lòng tha thứ và thương yêu trong xây dựng được. Mỗi ăn từng 35 độ Phật Pháp. Vì thương nhau, xây dựng cho nhau, cảm thấy ấm, cảm thấy mỗi người chúng ta là sứ giả hòa bình, có phận sự xây dựng cho giữa loài người và loài người, giữa tình người càng ngày càng tốt, thế giới mới đi tới đại đạo. Nhưng trên đường đi chúng ta mới gặp và tai gặp, rồi sẽ gặp ở tương lai nữa. Vì phần đó ai là người trách nhiệm để dẫn đường mở lối cho tâm tư, thì thật là phần hồn trách nhiệm tất cả. Phần hồn xa xưa giáng lâm xuống thế gian, đem ánh sáng từ bi cứu độ vạn linh. Chúng ta trong nhầm lẫn tưởng ta là đắc, ta là được, ta là hay, ta là cao. Nhưng đến ngày hôm nay chúng ta càng ngày càng đi, càng lùi bước, càng dồn cục, cho nên ngự trong thể xác eo hẹp. Nó ẩn ta tất cả những sự ghi chép của quá trình của chúng ta mà chúng ta không bao giờ đạt được. Tại sao? Tại vì chúng ta mê muội, chúng ta tạo nghiệp. Ở khi tôi có làm gì đâu mà nói tôi tạo nghiệp. Thì thật các bạn đã đem cái ánh sáng của các bạn giang lâm xuống thế gian, rồi hướng ngoại, rồi giữ lấy cái phần sáng suốt đó mà để quản lý, mà không mở cho người ta trở về đường cũ. Cho nên càng ngày càng xa đọa, tâm lẫn thân có một gan một tấc mà không có ngộ được. Thấy không, thấy xác đang ngồi an nhiên đó mà chia năm xẻ bảy, bộ đầu không liên hệ với tâm, rồi tâm cũng không biết đi đâu và cũng biết hướng về đâu. Cho nên chúng ta đã tìm ra một cái pháp để tu. Chúng ta thấy rằng tu là gì? Tu là một cái sửa chữa để đạt sự quân bình sẵn có của chính tôi. Mà càng ngày tôi lại càng đem sự sáng suốt khôn ngoan của tôi đi quản lý người khác, đi khống chế người khác, rồi phỉnh phờ cả tôi. Cho nên đó, qua những cơn khảo đạo, tôi mới dùng và kinh sách, tôi mới thấy giá trị của người tu, tôi mới về con đường tu. Tôi thấy người tu làm việc nhiều hơn người phàm. Người phàm chỉ ôm nghiệp và không biết cách giải nghiệp. Còn tôi là người tu, tôi đã giải nghiệp và tôi không tạo nghiệp. Tại sao lấy điển mới giải được? Điển là cái gì? Là hồn của thể xác. Mà cái hồn thức rồi, cái hồn ly khai, đi lên hướng thượng, thì không có trói buộc trong sự mê chấp nữa. Vì sự mê chấp cho nên tạo nghiệp tâm khổ. Thì tôi yêu cô đó, yêu không được, ngủ không được, khổ, ăn không được, ngủ không được.
Thấy chưa? Tôi muốn làm ăn phát đạt, làm ăn không được. Rồi cũng. Tôi muốn làm ăn để làm gì? Để mua xe hơi, nhà lầu, vì sự tham vọng của bên ngoài. Trôi buộc. Nay chút mang chút thành là cái nghiệp tâm. Khổ mà không hay. Lấy cái gì chứng minh khổ? Ông đó ông giàu rồi. Ông ban đầu ông nguyện kiếm 50.000 đô la thôi. Bây giờ ông kiếm 100.000, rồi kiếm được 1 triệu. Ông cứ chạy hoài đi, chạy hoài, chạy cuốn cuồng trong cái đó mà không có mở ra được. Chỉ dùng điển mới mở được. Điển là gì? Tập trung. Thấy khả năng của ông là có phải lệ thuộc bởi tứ quan này không? Khi mà ông tu đó, ông bị đụng phải trần đời làm cho ông đau khổ hơn nữa. Ông nên không, tôi không muốn nói chuyện đó. Tôi nghe tới cái quán ăn tôi cũng sợ, mà nghe tới cái ba đơn xin tôi cũng sợ, mà nghe tới chiếc xe hơi tôi cũng sợ nữa. Là mình quay vào trong. Quay vào trong ông tu. Ông tu thì ông nói với ai được, bây giờ ai cũng làm ăn. Ông tu thì ông chỉ thầm miệng mà thôi. Cái đường lối người ta đã khai tiếng là thầm miệng trong nội tâm, là xét lại sự sai lầm của chính mình. Cho nên lúc đó ông dùng cái Phật lý mà niệm Phật. Niệm lần lần nó tập trung. Mà nhiều khi không cần niệm Phật luôn nữa, niệm danh của ổng nữa. Cả ngày cứ nhắc cái danh ổng, niệm hoài nó cũng tập trung cái điển nữa. Khi mà tập trung rồi là thành điển. Điển mà liên hệ với bên trên nó làm cái tâm hồn ổng nhẹ. Thay vì ổng hướng ngoại càng ngày càng nặng, mà ổng hướng nội ổng thấy càng ngày càng nhẹ. Hướng nội là đi lên à, điển mới giải được. Rồi những người tu vô vi tại sao phải dùng điển giải nghiệp tâm? Là họ đã bằng lòng ngồi thiền rồi. Họ sợ khổ. Cũng như cái ông buôn bán kia, ông cứ bóp cái ốc, ông đau khổ, lo đủ chuyện, bực bội ông mới đi tu. Mình sợ khổ. Áp này. Để cho nó khai cái luồng điển ngay trung tâm bộ đạo. Rồi mình còn lấy cái pháp luân thường chuyển là không biết nói cùng ai. Thất bại là không biết nói cùng ai, chỉ hít nguyên khí của trời đất để mở cái ngũ tạng ra. Thay vì mình bị trói buộc cứ theo dõi, nó càng ngày càng buộc. Ôi chú cho ông chồng đúng chửi tôi nặng quá, tôi tức được này, chửi tới cha mẹ tôi này kia nọ, rồi càng ngày càng trói, càng giận, càng buộc, càng tối tầm. Khổ, đó là nghiệp. Mà bây giờ nó tu rồi, nó làm pháp luân thường chuyển, nó giải ra. Thì cái hơi đó là thanh khí điển, nó càng không vũ trụ. Và cái soi hồn này cũng thanh khí điển trong nội tạng của nó xuất phát ra. Rồi nó liên hệ với cái điển ở bên trên. Lúc đó cái chân hồn nó mới hội tụ lại với nó. Lúc đó nó kêu mình giải nghiệp. Thì những người tu vô vi đã soi hồn rồi, đã làm pháp luân rồi, bây giờ chỉ một chút xíu nữa là trung tâm bộ đầu, hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Là nó ở ngay trung tâm này. Trung tâm này liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cho nên các bạn thấy nó nhói nhói ở đây là cái điểm này là tiến tới điểm kia. Điểm này mà thông á, là chỉ đi thẳng đi lên mà thôi. Nhưng mà nhịn nhục để thăng qua mới quy về thanh điển. Chứ không phải chúng ta nhịn nhục rồi ôm bực bội ngồi đó. Cái đó không phải nhịn nhục. Nhịn nhục nhẫn hòa, nhịn nhục để sửa chữa sự sai lầm của chính mình và thăng hoa. Càng nhịn nhục càng lui về thanh tịnh. Cho nên hoàn cảnh nó đã đẩy các bạn lui về thanh tịnh. Từ giờ phút cách tư tưởng của các bạn chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ hằng ngày dãy đầy, còn là chuyện vô ích. Mà vì nó đã làm sự kích động và phản động, nó mới đẩy lui các bạn trở về thanh tịnh. Cho nên trong chùa cũng nói Tây Quang làm âm, các vị sư cũng nói Tây Quang buộc làm âm, các vị thánh nhân tại thế cũng nói Tây Quang làm âm. Để chi? Mình thấy đó là một cơ giới dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Mà nếu chúng ta không chịu thực hành thì chúng ta bị thua lỗ. Chúng ta hơn ai bây giờ? Chính mình không biết mình làm sao hơn người khác. Cho nên phải nuôi về cái dung điểm sẵn có của chính chúng ta. Cho nên tôi đã kêu gọi các bạn tha thứ và thương yêu. Jesus Christ bao nhiêu ngàn năm cũng kêu chúng sanh phải nhịn nhục, phải tha thứ, phải thương yêu. Chư Phật, chư Tiên, chúng ta hiện tại đang ở trong cái cơ giới kích động này. Mà nếu chúng ta không nhịn nhục thì làm sao chúng ta nắm trọn được cái sức giải tiến chân tâm? Cuối cùng các bạn phải giải quyết
cho chính bạn. Cho nên có câu tu công đắc bà tu bà đắc. Tu là nhịn nhục, là sửa chữa, là yên hoa, là thanh nhẹ, là tha thứ và là thương yêu. Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi ở tham gia trong trường đời, rõ ràng là cái xác này dễ đây sự kích động và phản động từ giờ phút khắc. Thử của chủ nhân ông dám can đảm nắm trọn quyền điều khiển tiểu thiên địa này không? Ngày hôm nay các bạn được pháp tu mở trí rồi, các bạn thấy rằng tôi nên sử dụng những chi của tôi, can đảm nên chịu trách nhiệm điều khiển tiểu thiên địa này, trong đó bao gồm một căn dục trần, tất cả những tinh tú trong ngũ tạng tôi đều có. Sự luân chuyển không ngừng nghỉ ở bên trong và khai mở tâm thức chủ đánh liên hệ với cả cả không vũ trụ. Tôi đã có nhưng mà tôi chưa hành. Thì giờ sẽ ngăn ngủi rồi đây sẽ kết thúc, các bạn phải trở về. Ba ngày chúng ta có giỡn cợt, có thông cảm lẫn nhau, có đả pha lẫn nhau, rồi còn những ngày chót chúng ta phải giữ lấy sự thanh tịnh để đón nhận những cái gì có thể chưa được đem về nơi địa phương của chúng ta để cứu độ người khác. Cho nên chuyện cần thiết là phải thanh tịnh. Muốn thanh tịnh phải cầm khẩu. Cái cầm khẩu nó sẽ giúp các bạn thông cảm, thông cảm tất cả mọi khía cạnh mà nó đang diễn tập chúng ta. Các bạn đã hiểu được có cõi thiên đường, cõi phàm. Chính chúng ta có thiên đường, có phàm, có hồn, có xác, là có thiên đường, có phàm. Không thông cảm cho nên bề trên xuống giao cho chúng ta. Chúng ta phải cố gắng giữ lấy thanh tịnh mà để đem nhận đón nhận tất cả trong tinh thần quả tinh thần. Rồi cái giờ đúc kết, giờ bàn bạc chúng ta có ở nơi này là nơi để bàn bạc, rồi nơi thanh tịnh là nơi chỗ ăn ngủ của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu bàn bạc những chuyện đúc kết thời chiều này. Không, ông Phật Thích Ca cũng tu nhiều ngàn năm, bởi vì người ta đếm về năm thế gian không hiểu. Họ không hiểu đâu. Có sổ có sách hết. Các bạn cũng nhiều ngàn năm rồi chứ không phải đâu có phải mới đây đâu. Mới thì nó mới mà từ trên nó xuống làm người liền, nó làm ông lớn rồi. Thông minh lắm. Mọi khác rồi. Còn cái này làm bậy tới mấy ngàn năm. lăn lộn hoài mới lên. Mấy ngàn năm là chuyện tầm thường. Chuyện tầm thường nhất, không có phải quan trọng. Thưa thầy, mấy ngàn năm đó là mấy ngàn năm trần thế, là mấy ngàn năm trên kia này? Trần thế này chứ. Mấy ngàn năm ở trần thế này, lăn lộn này, đi quanh giặc nè, đủ chuyện hết rồi. Đó là tu đó chứ. Nhưng ở vị trí con người, ở trình độ nào, vị trí nào, chuyện đó chuyện thường mà. Ở dưới thế gian nghe mấy ngàn năm hết hồn, tôi mới mấy chục năm, thì thật mấy ngàn năm mới đủ răng đủ cỏ. Khổ lắm à, bảy ức niên mới thành thể xác, biết không? Mà tu có mấy ngàn năm ít quá, đâu có nhiều. Cho nên cái quẻ này cho thấy về thì sẽ gia tăng đẹp trai chút, nhưng mà sẽ có cô này thăm cô nọ thăm. À, coi thử dũng chí của bạn thế nào. Chỉ hòa thanh, giữ cái thanh tịnh mà để hòa làm tiếng được nó đến, thử sức chúng ta coi thử chúng ta tiến được không, tự khống chế lấy mình được không. Cho nên những trở ngại sẽ đến với bạn nhiều lắm, phải giữ thanh tịnh tốc độ mới mang được vượt khỏi kỳ này. Rồi, người nào nữa? Trong động tịnh thăng hoa sân hiếm, từ ái khai tâm ở đi, từ mọi sinh nhiên cho đến mọi sự kích động của nội tâm, toàn bộ thu nhập hình ảnh cũng như âm thanh, không thiếu là lễ xây dẫn tiến sang một để giải thoát. Hành giả
cảm thấy vui mừng, gặp được nhiều duyên lành, thấy rõ trọng trách của tâm linh đối với tâm linh. Chỉ do mình tự học tự tiến. Càng không vũ trụ đã và đều có trật tự thanh trường rõ rệt, tạo thành thế quân bình cho quan địa cầu. Nhưng chúng sanh qua thiền định vì thử sự ham muốn và thử mặt ta đã đạt sanh suốt, cho nên là cam cần không có quân bình. Thậm chí từ bản thân tâm lẫn thân cũng không có bệnh. Như tôi đã nói bữa đầu, ngồi đó tâm chi tâm sẽ này lúc căng lúc trật không học thì nhân âm tâm biết không làm thì tạo động. Ngày hôm nay các bạn đến đây học chúng ta thấy mình phải trở về với chính mình và tự xây nhận lấy trách nhiệm đó. Trách nhiệm làm thầy của bạn đấy này, chủ nhân âm của bạn đấy này, luôn luôn phải thực hiện để kiên được trách nhiệm của họ với các con người. Nên biết rõ con người là như vậy. Sự liên hệ không ngừng nghỉ của các bạn đối với được vũ trụ, nhưng mà nó được thì càng ngày càng văn minh nó đưa con người đến chỗ cô lập trong một biên giới là địa bàn. Rồi gom vào đó cái thức bị giam lắm, đã lỡ giam lắm xuống thế gian bị tù trong thể xác, nhưng mà rồi còn bị tù lại vào tối vào cảnh. Càng ngày càng ràng buộc biến thế không thoát được, tạo ra sự tâm tối khi mà tội. Hồn đang điều khiển thấy sắc nhưng mà không biết hồn, không thấy hồn, ra vô mà cũng không biết mình. Vì sao? Vì thứ ngoại thiếu được an định. Bây giờ chúng ta có phương pháp muốn giác đóng lỗi phải làm sao? Hướng thượng vô cùng. Các bạn nó có gì nói trung tâm điểm quan của nó xuất phát trong vô cùng, nó giác ngọn ra ngọn thật và hồi sinh trật tự trở lại. Không có lý luận mà dùng cái lưỡi động lõ này đại diện cho ngũ tạng ô trượt thuyết bất minh tạo trì trệ cho tâm lẫn thân, nên chúng ta nhận để chúng ta hướng về trung tâm bộ đầu nó mới đạt được cực kỳ như sao. Chỉ dùng điển mới giải tỏa được nghiệp tâm. Nếu các bạn không dùng điển thì nghiệp tâm càng ngày càng xa này, và nó đưa bạn vô chỗ tâm tốt đâm ra đập tại không cao nào. Điều đó chúng ta đã không tiếp tục làm, phải dứt khoát. Chúng ta không chờ đợi nữa, phải đi cho đến được để chữa xong cái bệnh này, tâm bệnh này đã mang nhiều kiếp rồi. Mình được tự tâm trí cho nó dứt khoát cái bệnh này. Người y sĩ vô kiểu có sự hợp tác của bệnh nhân với thiền định, thì chúng ta là bệnh nhân, thượng đế muốn trị bệnh cho chúng ta không hợp tác với thượng đế không bao giờ trị được. Và cái cơ biến chuyển của cả các tôn vũ trụ sắp tới đây là do đâu? Do nhân sinh. Nhân sinh bất đồng tạo loạn mới gây sự tranh chấp phá hoại của nhau. Còn nhân sinh đồng nhất thì không có cái chuyện đó. Cho nên chúng ta ở đây đang làm cái gì? Đang sửa mình và trở về cái sự chung cụ. Cảnh cũ của chúng ta là cảnh thái bình, không phải cảnh đồng loạn. Càng ngày các bạn làm pháp luân thường chuyển là dứt khoát lục căn lục trần. Các bộ phận đều khai triển hướng thượng hết. Nó khác đi. Khi mà đóng loạn gia đình, đóng loạn thiết, đóng loạn mà các bạn vô trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, ngồi thiền một hồi thì cũng chỉ có như không giải tỏa rồi biết đóng loạn. Càng không vũ trụ bão bùng nguy hiểm, đóng đất sập đất trùm lâm hết, nhưng mà chúng ta thấy đâu cũng vào đấy. Thế chưa? Duyên nghiệp căn nào quả đấy, không phải lo. Chúng ta xem vô cái lo đó mà làm việc thì cũng không thật. Anh ơi, việc gì có ông trời sắp đặt. Tôi được ngày hôm nay là may mắn và Thượng Đế đã ban cho tôi cái cơ hội làm con người. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc và tôi lập tu để truyền đạo. Tôi quá nhiều.
lấy cái gì chứng minh tội quá nhiều? Cái bản chất tham sân si đang còn lưu trữ trong óc, hơn thua, hờn giận, đem cái hờn giận vô trong cái soi hồn, không có nhiều lắm. Lúc soi hồn là hờn giận nó lộ ra đủ chuyện hết, hơn thua gì đó, đó là có bằng chứng. Không phải là tiên Phật không biết, người ta biết. Mình lưu trữ trong đó quá nhiều, cho nên bắt nó soi hồn cái thì tự nhiên nó giải ra. Giải ra được ta cho vô computer. Sau này bỏ tu ra nó khét lại khổ hơn nhiều. Lúc xuống âm phủ có bằng chứng. Phát đại nguyện mà không làm được gì. Cho nên cố gắng tu để mở. Không tu không bằng được. Không tu không ai cứu mình được hết. Mình là người tự cứu. Tu vô vi và nghe qua những giải thích của Kinh A Di Đà, chính thật mình là người tự cứu, không ai cứu mình. Để phải ráng hành theo căn bản, mà phải trì kỳ khí, đạo Phật phải thử. Cái thứ ngu đần nó bị ở tù xuống địa ngục. Ngày nay luân hồi lại thế gian thì phải bị thử nhiều lắm. Chúng ta không tin trời thì trời không tin chúng ta. Tâm điển thực hành nó liên cái tâm điển chúng ta, khi chúng ta biết được cuộc đời là giả tạm, cuộc đời là khổ, chúng phải am tường cái khổ mà dùng cái phương pháp của pháp lấy cái nguyên khí của trời đất khai sáng tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta mới thấy điển là gì. Có điển phải có nguyên điển, nguyên điển mới hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh của mọi người ở thế gian. Nằm ở khối óc thần kinh của tất cả mọi người, từ bộ đầu tới chi chân, cái chân ngũ tạng, ruột, vèo, phổi đều có thần kinh chuyển chạy hết. Cái đó là cái chấn động liên hệ với vũ trụ, đó là luật của Thượng Đế cộng với luật của vũ trụ hiện tại. Nếu chúng ta làm sai thì chúng ta tự phạt, nếu chúng ta làm đúng chúng ta được thăng hoa. Thì cái đó tại sao người ta tu trì trễ? Nhìn lại, chúng ta thật sự, mọi người đang tu đây đã nhìn lại, phạm rồi, tái phạm hàng ngày, tư tưởng tới hành động. Mình thấy việc đó không đúng, nhưng mà mình cũng làm. Còn món ăn đâu, giấc ngủ, suy tư, phạm rồi, tái phạm hàng ngày. Hôm qua tôi cương quyết tu giải thoát, hôm qua tôi cương quyết làm một người tốt của xã hội, nhưng mà ngày hôm nay nó lâm vào cảnh kích động, nó đứng thử thách tôi, thì tôi đi bị cuốn cuồng ở trong sự mê loạn đó, rồi thoát ngôn bất chánh, tạo loạn chính mình. Cho nên cuộc đời ai cũng vậy, ở giữa biển cả mà. Tất cả những người ngồi đây đang ở giữa biển cả, chứ chưa về tới đâu hết. Sóng nhồi, khi lạnh khi nóng, phân minh không nổi, là tại sao không thanh tịnh? Cho nên phải mượn cái pháp để làm cho khối óc thần kinh chúng ta thanh tịnh, nó có trật tự. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng chính tôi là người lái chiếc thuyền này, chứ không phải để ngoại cảnh lái tôi nữa. Ngoại cảnh đã bày biểu từ nhỏ tới lớn rồi, bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu sự ăn uống, bao nhiêu mùi vị, nhưng mà tôi vẫn ở đây chứ tôi đi không được. Bây giờ tôi phải lấy cái sự sáng suốt thanh tịnh của tôi mới lèo lái cái cơ tạng này, bằng một cái dũng chí, bằng một ý chí bất khuất, tôi mới nhận định rõ tôi từ đâu đến đây, rồi tôi sẽ về đâu. Tôi từ cái mầm mống đại thanh tịnh, tia sáng của đại thanh tịnh giáng lâm xuống thế gian rõ ràng. Bao nhiêu sự động loạn trong cơ tạng tôi, rồi đêm qua đêm, ngày qua ngày, rồi tôi thức tâm, tôi thấy rằng lỗi của tôi. Đó là một tia sáng nhắc nhở cho chính mình. Cho nên cái hạnh đức nó bộc lộ trong cái luồng điển từ bi của chân tâm. Ê, mình tâm sự xa, tự tạ. Thấy không? Tâm thức. Trình bày đó là không cần phải trang trí cái cảnh chùa cho đẹp. Nhìn cái tâm tôi đẹp, cái nhà tôi đẹp. Để cho đó, bởi vì thời đại mới này mình thay đổi. Những người về người ta nhà, người nào có tu thì cái đó là cái chính nó là tu. Vì nó tu đàng hoàng mà nó mới hành được. Rồi trước mình đã thấy rằng là tâm người đặt sau bây giờ nó cũng mất phải. Ta mới đồn nhau, ta nói chút.
không phải đi vô chùa mà đi ở nhà đi nhà. Thì chơi nó có thay đổi từ ngày sau nó thay đổi như thế. Ông nào cũng thông minh rồi tự nhiên nó nói ra là đạo mở như thế này muốn chiếu tôi phải bỏ. Càng thấy không bỏ được thì càng hiểu được chuyện gì là gì. Quý vị đã đọc được, đã từng đi chùa nghe tánh gì mà muốn có nhiều thứ khác được bao nhiêu, cái duyên tương ngộ, tái hợp, sống chung nó mới tạo ra gì? Hai vợ chồng lấy nhau để ra con mình để lại cái duyên gì mình để trước. Thế gian người càng ngày càng đông, chúng ta làm gì đấy? Không hiểu vị trí của mình làm gì đấy? Lo cho đứa này hết, lo cho đứa khác, cuộc sống một cách gì? Không thoải mái, ăn được chứ ông chỉ lo không là mở cái lo để chúng tôi. Cứ lo cho con, cứ lo cho cháu, cứ lo cho xã hội, không biết lo cho tôi. Khi mà không biết lo cho tôi thì xã hội không biết đóng lõ. Cho nên người nào người ta đã nhiều lắm phương thức tu thiền quân bình lại để trở lại với chính mình, để hiểu rõ mình hơn. Tôi ở đâu đến đây thì tôi sẽ về đâu? Tại sao có sự hiện diện tôi trên mặt đất này? Nói tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi không có địa vị, nhưng mà có ông bác hoặc nào có thể chế tôi ra được không? Tôi cho 100 tỷ thì tôi có chế ra tôi một người già như thế này, tóc bạc như thế này, chế y không như vậy, nói chuyện như dính chơi như thế được không? À, khi mà các bạn quý vị hiểu được điều này thì không còn mặc gì nữa. Quý vị trí của quý vị từ mầm mống thương yêu mà ra. Là một người tốt phải nhìn được tối đa. Muốn làm một người hiền thê thì nhìn được tối đa. Muốn làm một người mẹ hiền thì nhìn được tối đa. Muốn làm một vị tổng thống lãnh đạo dân người tốt phải nhìn được tối đa. Cho nên xây dựng cái đức nhìn đưa được tối đa. Ở bất cứ lĩnh vực nào đứng được là có thể nhận. Khói đọc thân là thiên ngay với quân đội, hòa cả với quân đội, hòa cả con quân đội, đó là tự do. Thì tự do đó mới là tự do thật sự qua bên mình, tự do đem đến niềm tin, thương yêu và bạn tại khắp các nơi, đem cái hành vi sống động cho mọi năm mọi giờ, từ những năm qua. Nhiệm vụ của chúng ta xuống đây làm gì để khai triển sự tự do? Từ cái bản thân niềm đến cái nhẹ, mở tâm mở trí để tiến qua được rồi. Tại sao ông trời đem ta xuống đây làm gì? Giặt ra cái thể xác lặng trường này, lo tranh chấp đủ kiểu hơn nữa, quên đi khả năng sẵn có tự do của chính mình. Rồi tôi đi tìm tự do mà chúng ta đã có thời gian. Chúng ta tự làm mất tự do và cũng trở về tự do. Thang biệt chúng ta mất tự do. Tự do chúng ta mà đã chạy ra đây là tự do gì? Tự do tâm vật chất, tự do tâm linh khác, tự do tâm nơi nào chúng ta có quyền năng tự do, không có chế độ nào có thể kèm kẹp. Cái quyền năng tự do tâm khối óc của mình. Ông nói ông thấy cái câu chính là hãy dùng chi không được rất có nhân chế là học có trường một diện trong cái tâm kiên nhẫn nó đi gia tăng những cái sáng suốt khác. Khi mà ông nhìn một hồi rồi nó sẽ có một chút cho nên cái thanh tịnh là cứu lại cái tình trạng rạn nứt của gia đình trong cái tâm thức sẽ là bề ngoài. Nhưng căn bản đã đến tình yêu không có, không bao giờ trở về tình. Khi mà các bạn tu thiền là gì? Tái lập các bạn tu thiền. Hồi nào mình ra đời với cha mẹ thì thiên hạ yêu mình chưa biết gì mình. Bây giờ mình ngồi đầu tiên thương yêu, tha thứ những sự sai lầm của bạn và ngồi đó trở về với nguyên khí của cả con người để tự nhiên tự mở. Mình thấy cái nguyên khí của cả con người vô an bài trở lại
lợi siêu nhiên của sơ sanh. Khi mình trở về thanh tịnh, khi mà các bạn ngồi làm pháp luân thường chuyển 2-3 tiếng rồi nhập định thì họ người nào làm pháp luân thường chuyển đúng rồi không cần biết bữa ăn con lên nữa. Thế lúc đó không nghĩ vấn đề ăn mà nghĩ vấn đề thiền. Tại sao không ăn được bệnh chất con chim nhưng mà càng thiền càng phải càng tương tác càng rõ ràng là nó ăn được chi ăn nguyên khí của vũ trụ là ăn được chi họ ăn đồ ăn quá nhiều để cho đo bằng calorie cho nhiều cho vào bệnh nhân một cái chơi mà người thiền mà người thiền mà nó mất ăn một bao đêm rồi nó phải chắc chắn gì nó thử nguyên khí của vũ trụ tham quan ba chín trong vùng sâu thời thiền được các bạn mới đến nhìn vào kiếm thấy cái mặt khác đi chơi gì mình sai nhau không có người nào phục người nào hết nhưng mà quên đi. Quên có hai cái quan trọng, quên khối óc và quên nội ruột. Chúng ta có khối óc mà chúng ta là sự người sáng suốt hòa tan với cả càng không vũ trụ mọi trạng thái hình thành, cho nên chúng ta có cái óc, chúng ta đang điều khiển cái óc mà quên cái óc, cái óc thì hướng hạ tranh chấp đua đòi, quên óc mà cái óc hướng thượng mới tìm về nguồn cội mới thấy rõ ta từ đầu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên ông trời khoét cái cặp mắt chúng ta ra để chúng ta thấy cặp mắt có lông mũi, có miệng, có tai, có tứ quan đàng hoàng để nhìn ra thấy cái gì là nhẹ, cái gì là nặng. Quý vị nhìn trời nhẹ phải làm trời không, nặng làm đất. Nhưng mà tại sao con người đi tranh chấp ngay trong gia đình, hơn thua với nhau, pha hối lẫn nhau mà không biết ăn năn hối cải hướng thượng? Là khối óc. Khối óc chúng ta là vô cùng. Lấy cái gì chứng minh khối óc vô cùng? Với tuổi của tôi 68 tuổi, có những vị ở đây cũng đồng tuổi với tôi, cũng đã thấy rõ trước kia chúng ta mới có cái radio rất khó. Ngày hôm nay radio chúng ta nắm lên tay được rồi. Cassette rất khó, mà ngày nay chúng ta đã nắm được cassette. Và chắc là đã tiến bộ, càng ngày càng thay đổi. Rồi đi tới cái chuyện rồi điện não bấm một cái là nó hỏi mình không biết được trả lời do đâu mà có, do khối óc của người kia ra. Lúc đó mình vui là ồ bây giờ tôi được tôi biết. Lúc đó tôi được tôi là con cưng cũng thôi, tôi phải lo cho nó, không được chèn ép nó và để cho nó càng ngày càng hồi sinh tốt đẹp. Vì cái ruột tốt là cái da đẹp, cái ruột tốt là cái mặt nó láng, mà cái ruột xấu là cái da nó sạch. Do mình có biết là mà cái ruột mà nó lấn gan nhiều, dòm con mắt nó nổi gần đỏ à. Đó, nó lấn gan, nó làm nó nắm bất thường. Mới nghe có một câu rồi thấy là ăn thua với người ta rồi. Đó, rồi khi không ngồi buồn, không biết buồn gì. Buồn và không buồn cái gì. Con hỏi buồn gì cũng không biết, buồn quá. Muốn chết cho rồi, mà chết, chết thì sao chết. Nhưng mà nó xuống chết thì nó lấn nó khỏi. Ha, rồi tới chuyện không đau đâu sợ, nói la ông sùm chứ chắc phải lo vụ này vụ kia vụ nọ này nó lâm cái tim, tim đập nhanh quá nó loạn nó nghĩ bệnh mà. Đó, cho nên nhiều người ngồi chặt đi đá, ngồi chặt đi đá nó lấn cái bọng đá, cái ruột nó lớn nó lấn bọng đá, uống nước vô cái họ thấy đi tiểu à, thấy không? Cho nên mình xúc cho nó ra rồi cái ruột nó nhỏ rồi thì vị trí nào trở về vị trí đó, ruột ra ruột, gan ra gan, phổi ra phổi, lúc đó vui nở thân nhẹ mà để hòa cảm với các giới và thấy rõ lúc tự nhiên là đã an bài trong khối óc thần kinh của chúng ta. Mỗi người chúng ta đã sống trong luật của cả càn khôn vũ trụ, từ miếng ăn, lời nói, suy tư, đi đứng đều có tổ chức hoàn bị trước sau rõ rệt. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh đều có luật, trẻ lớn già chết rồi. Đó, chúng ta đang thắc mắc nữa này. Chúng ta là người có hồn, có xác, biết cái xác chết rồi đó, nó nằm đó, nhưng mà ta kêu nó không dậy được. Tại sao chúng ta nghe một tiếng kêu gọi là chúng ta ơi, nghe một tiếng đau thương chúng ta mới cứu? Là cái hồn chúng ta được kích động, và hồn chúng ta thấy rằng mọi người là ta, ta là mọi người. Nhưng mà quên đi, quên đi, quên dồn cái khối óc của chúng ta, quên dồn cái cơ tạng của chúng ta, do đâu mà có?
Tại sao chúng ta nhiều khi nằm đêm nghĩ chuyện suy tư, nghĩ chuyện vượt mức, nghĩ ta là Phật, ta là trời, ta là tất cả? Qua những cơn điêu luyện của nhiều kiếp, chúng ta mới thấy rõ ta là tất cả. Quý vị nhìn cái bông hoa, quý vị thấy đủ màu, tự nó phát triển, tự nó khai minh, tự nó gieo ra hồn thơ trong trí óc của chúng sanh, và để chúng sanh hiểu rõ rằng ta là vũ trụ, ta là tất cả. Nhưng mà chúng ta đã quên chúng ta rồi, quên khối óc, vỏn vẹn cái khối óc và bộ ruột mà chúng ta quên luôn. Thành ra cái nền cảm thức dưỡng sinh trong tâm của chúng ta bị tắc nghẽn và không hay. Phải mất công đi tìm. Nếu các bạn lui về thanh tịnh thì Ngài đó, Ngài chỉ ngự trong cái dinh thự thanh tịnh mà thôi, vì Ngài là đại thanh tịnh. Chúng ta có tệ nhất đi nữa, chúng ta ráng tu tới thanh tịnh chúng ta mới đón được Ngài. Chúng ta thiếu thanh tịnh đâu có đón được Ngài. Muốn có thanh tịnh phải dọn dẹp, phải hòa hợp, phải khai triển, thì lúc đó mới thật sự là đón được thanh quang điện lạc. Cái đó là tự động điện lạc. Cho nên ngày hôm nay quan trọng nhất là cái kỹ thuật tu. Càng tu các bạn thấy càng sai lầm, trì trệ từ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này. Chúng ta ác vô cùng, nghĩ chuyện hơn thua, nghĩ chuyện ác độc, nghĩ chuyện tranh chấp, nghĩ chuyện phá hoại, giết chóc. Nhưng mà phần xây dựng cũng có bao nhiêu. Kể cả hai vợ chồng có lý luận cho cách mấy, âu yếm cho cách mấy, xây dựng cũng không được bao nhiêu. Toàn là sự tranh chấp. Bắt các bạn không tin tôi, các bạn mỗi khi tranh chấp các ghi một chấm thôi. Một ngày các bạn bao nhiêu sự tranh chấp đối với hai vợ chồng, đừng nói đối với chúng sanh. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là tự sửa mình, soi hồn, để khai cái luồng trung tâm điển bộ đạo, phóng lên hòa hợp với bên trên. Bên trên mới chiêu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của các càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc để khai triển phần ô trực tiến hóa, thành lập tâm vô cùng, đạt tới sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau, mà trật tự các càn khôn vũ trụ các bạn có rồi, các bạn mới phóng cái từ điển trật tự nhân sanh. Khi những người tàu đau khổ động loạn đến với bạn, bạn chỉ có nhìn cười là họ được độ. Vì từ điển chúng ta công phu nhiều đêm nhiều ngày mới có, và bây giờ chúng ta ban một lúc người phàm nặng không thấy, kỳ thật họ ra hưởng. Họ về rồi họ gặp, nói chuyện tôi gặp người này tôi thấy tôi dễ chịu quá. Có như vậy không? Có. Và cái từ điển Ngài đã ban bố cho chúng ta phải dễ dãi. Chứ không phải là một ông có địa vị tu mới thành đạo không. Một người chặt củi trên rừng biết tu cũng thành đạo. Một người bán cá chở biết tu cũng thành đạo. Một chị bán rau biết tu cũng thành đạo. Cho nên tất cả do tâm. Mà nếu chúng ta biết được tâm là chúng ta trở về với trật tự chính chúng ta và của nhân sanh và của càn khôn vũ trụ. Cho nên thiền nói rằng tôi thiền định hoài mà tôi muốn đắc quả. Chính tôi chưa định, tôi rước động nhiều hơn định, thành ra tôi không có đắc quả. Kiểm soát lại nghĩ nói, tôi một ngày tới tối 24 tiếng tôi lo chuyện đời không à, lo chuyện người ta không mà chuyện tôi không lo, làm sao tôi định? Nói cái chuyện hòa, cái hòa tan với các giới, ba giới phải đồng ứng tương thân để hòa tan với bên trên chưa có, làm sao định? Cho nên chúng ta phải kiểm soát lại cái thành của chúng ta là hành cho có chừng chứ không có thực tâm hành. Khi chúng ta thực tâm rồi á, chúng ta bất chấp dứt khoát thất tình lục dục đó, nó đi tới chỗ định. Một thất tình lục dục cứ nung nấu hoài làm sao định được? Cho nên các bạn thiền phải nung nấu cái ý chí là vô cùng mạnh. Các bạn thấy cái bông cúc này nó cũng vô cùng mạnh, nó hột giống có chút xíu à, mà ngày nay nó ra cái bông khoe màu với chúng sanh. Nó không mạnh sao? Nó mạnh trong thanh tịnh nó mới tiến được, còn nó mạnh trong hỗn ẩu thì làm sao nó tiến được? Nó chỉ cày đất mà thôi. Còn nó chấp nhận thanh tịnh thăng hoa trật tự, nó tiến tới thành cái bông. Còn nó nắm nảy làm sao nó tiến được? Cho nên những bạn nào nói tôi thiền hoài mà tại sao tôi không định được là kiểm soát lại hành động chứ? Thấy chưa? Hành động của mình còn động nhiều quá, còn nóng nảy, còn tham dục, chưa thật tình buông bỏ
các bạn ai cũng muốn diệt đời, mà ôm cái này, ôm cái thánh trường, ôm cái phàm trần cũng như ôm cục vàng mà nói, ông Phật tới độ con nói, đợi con vô cục chôn cái này rồi con mới bay. Chôn rồi mà cũng bay không được, vì nhớ vàng nó để chỗ nào, chôn chỗ nào, lúc sau tôi về tôi lấy lại làm sao tôi bay được. Đó, cái lòng tham con người dãy đầy như vậy, bỏ đi các bạn, của ông trời. Cái xác của bạn không đang ngự đây không phải là xác của bạn. Lấy cái gì, cái bằng chứng gì nó không phải xác của bạn. Nếu xác của bạn là bạn chết rồi đó, bạn có cơ hội đem nó đi chôn, bạn đâu có cơ hội, ai chôn ở đâu. Bạn có dám nói rằng bạn ôm cái xác này đi chôn không? Nếu xác của bạn thì bạn ôm đi chôn không? Cái quân trời thầy giao cho chúng ta của thiên đàng. Người khác lo, không phải chúng ta lo. Vậy thì chúng ta lo cái gì bây giờ? Lo phần hồn để đi, không nên lo cái xác mà để ở kẹt không thông. Cứ ôm cái xác và mà làm sao định được? Bỏ cái xác đi. Cái tâm chúng ta không có nghĩ đến cái xác, nghĩ sự siêu nhiên ở bên trên. Việc quy không dễ dãi thì các bạn quy không rồi, mới nhắm mắt lại đi tới con gì đó, vốn của bạn ở đó. Nó ông lấy gì bằng chứng mà ông nói cái bốn từ đó? Bây giờ tôi xịt dầu thông thì bạn hít đi, tôi xịt phân thì bạn bị cái mũi này. Phải không? Cái vốn của các bạn là thanh nhẹ, thông tho nhẹ nhàng. Cái vốn của bạn đâu phải bạn thối tha, có phải cái vốn thối tha đó. Mà cứ ôm cái thối tha hoài mà nghe thanh nhẹ thì muốn trở về với thanh nhẹ. Rồi cứ ôm cái thối tha đó hoài, chừng nào mình đi được? Thì của thế gian cũng thối tha chứ có làm gì được đâu. Tranh chấp với chấp thông tha không có cái gì hết. Thì nó ôm sự thanh nhẹ đi. Muốn tu phải dứt khoát nội bộ, dứt khoát thất tình lục dục, các bạn mới cứu được bạn và cứu tất cả gia can, ông bà cha mẹ, cứu nguyện thất tổ của chính mình.